Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay tiếp tục mình lại lên một chiếc siêu phẩm bàn dài gỗ gõ đỏ nhé. Đó. Tấm này thì em đi vào chi tiết luôn nhé. Anh em nào chơi về trước về chơi Tết nhé. Đó. Tấm này thì đó, anh em xem nhé. Em cũng cam kết là hàng bao đảm bảo cho anh em chơi là bao đẹp 6 mặt luôn, không nứt nẻ. Đó, anh em xem nhé. Tấm này anh em về lưu dinh về chơi Tết nhé, đặt trong phòng ăn, phòng khách hay là nhà trò đều được ok hết. Kích thước là chiều dài 3m2, dày 17 phân, rộng 1m3 nha anh em, rộng 1m3. Đó, anh em nhìn đầu này nhé, hàng này tất cả đều còn thô hết nha anh em. Đó, hàng còn thô, đó, chưa qua xử lý gì hết hay phun phệnh gì hết nhé, nên là anh em nhìn thật mắt thật là tai nghe thế này là rất là ok. Đó. Em đọc lại kích thước nhá, chiều dài là 3m2 nhé, dày 17 phân, rộng 1m3, dài 3m2. Đó, anh em nhìn hàng thô thế này, đẳng cấp thế này em không chơi chơi hàng gì đúng không ạ? Nên là anh em lựa hàng chơi thì lựa hàng đẹp mà chơi. Thế này anh em về chơi Tết thì đúng bài luôn, cứ yên tâm về chơi Tết thôi. Đó. Yên tâm về chơi Tết không phải lo nắng gì cả nhé. Hai tấm này thì em chưa khoan, và anh em nào thích khoan thì em sẽ khoan cho anh em đầy đủ nhé, hai đầu nhé. Em đọc lại kích thước nha, chiều dài 3m2, rộng 1m3, dày 17 phân. Hàng đẹp leng keng nha anh em. Bên em làm những tấm bàn này là luôn có sẵn nhá, tấm này là có sẵn nhá, có thể em giao cho anh em trong vòng 1 tuần anh em về chơi ăn Tết. Thì Tết cũng còn khoảng hơn 1 tháng nữa thôi là Tết rồi, nên anh em săn siêu phẩm thì hàng không tì vết thì cứ tới bên em nhé, gỗ quý Long Phượng đầy đủ các mặt hàng nhé. Còn anh em là chơi hàng bàn tròn sập thì bên em còn rất nhiều. Đó, anh em nhìn coi đa dạng lắm nhé. Đó, bên em rất đa dạng. Đây thì là cơ sở 1 của bên em nhé, còn cơ sở 2 bên kia, nên là đa dạng hàng lắm anh em ạ. Rồi, anh em nào chốt tấm bàn dài gỗ gõ này thì liên hệ cho em nhé, em sẽ giao cho anh em trong vòng 1 tuần. Rồi, xin video đây em xin chào tất cả mọi người nhé. Đọc lại kích thước nha, chiều dài 3m2, dày 17, rộng 1m3. Tấm này thì anh em chơi thẳng cấp luôn nhé. Rồi, xin chào nhé, xin chào mọi người nhé.